siêu nhiều váy xinh trong tối ngày hôm nay. Cả nhà ơi, tranh thủ vào livestream liền với em nha. Cả nhà thích cái mẫu váy nào của em cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Ngày hôm nay em có về nón mới cho cả nhà rất là nhiều đây. Trong đó có những cái mẫu nón như vậy nè cả nhà ơi. Xinh lắm nha. Nó có đơn nè, có ngọc trai nè, rất là nhiều cho cả nhà mình luôn nha. Tranh thủ cả nhà ơi. Thích cái nào cứ việc comment ngay cho em phía dưới nha cả nhà ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được. Xinh không cả nhà ơi? Quá đẹp luôn ha. Rồi tranh thủ nha. Chấm bài tương tác giùm em cả nhà. Cái nón này mã số của em nó là 28 nè. Nón này mã 28 nè cả nhà ơi. Thấy bài livestream chấm bài tương tác giùm em. Ưng cái mẫu váy nào có việc comment ngay cho em phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn nha. Nón này cả nhà. Rồi chấm bài tương tác vô like liền nha. Ưng cái mẫu váy nào có việc comment ngay cho em mã hàng với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn cho cả nhà mình. Nón này mã 28 nha cả nhà ơi. Quá xuất sắc luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ lên trước cho mình cái mẫu váy này. Mẫu váy em đang mặc trên người mã số của em đó là 1680. Đầm em đang mặc trên người 1680, chỉ còn 5 váy cuối cùng em xả kho luôn là 149.000. 5 váy cuối cùng em xả kho luôn là còn 149.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1680 và số điện thoại cho em là được ha. 1680 và số điện thoại em tư vấn luôn giá 149.000 này. Giá 149.000 này cả nhà ơi. Mã số của em đó là 1680 ha. Mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã số của em đó 1680 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình. Ngày hôm nay shop chốt cho mấy chị đẹp mình luôn ha. Giá chỉ có là 149.000 đồng. Mã số của em đó là 1680. 1680 giá là 149.000 ha. Rồi ok, quá xuất sắc cả nhà ơi. Rồi ở đây em có nón. Nón này mã số của em nó là 28 nón cói nha, nón cói phối cước nha cả nhà ơi, có nơ ha, với lại có chuỗi ngọc luôn, đó nón cói phối cước cả nhà ơi. Rồi nón này mã của em nó là mũ 28, mũ 28 nha cả nhà, giá của em là 119.000, ui rẻ vậy, mũ 28 giá 119.000 đồng hai màu cả nhà ơi, hết thì lên đơn này giùm em nha, có 119.000 đồng rẻ không cả nhà ơi. Rồi em chào chị Lily tươi nha, em chào cả nhà mình mới vô, trời ơi. Cái mũ này mà có 119.000 cả nhà ơi, nón cói nha. Đẹp không cả nhà? Quá đẹp. Đây cái này mũ 27 nè. Cái này mũ 28 nha, màu be nha, mũ 27 thì màu nâu. Ui cái màu nâu cũng đẹp nè cả nhà ơi. Cái dây này á nó trồng trên này nè. Rồi cái dây này trồng trên này nè, dây này dây rời nha cả nhà, tháo ra được luôn á. Dây này dây rời nha, tháo ra được nha cả nhà. Trời ơi. 119.000 rẻ dữ vậy trời. Thích thì lên đơn liền dùm em nha. 119.000 là một cái nón cói cả nhà ơi, quá rẻ. Đó cái nơ là để đằng sau vậy mới đúng nè. Đẹp không cả nhà ơi. Rồi cái mũ em đang mang là mũ 27, còn cái này mũ 28 nha, là bằng chất liệu cói đó cả nhà ơi. Trời ơi sao mà rẻ dữ vậy ta. 119.000 cả nhà ơi. 119.000 nha, đặt đơn comment ngay cho em nha. Mũ 27, mũ 27 là màu nâu. Mũ 27 là màu nâu cho em nha. Là 119.000 nè. Còn mũ 28 là màu be, cũng 119.000 luôn cả nhà ơi. Ui sao mà rẻ thế. Rẻ dữ vậy trời cả nhà ơi. Cái này làm bằng chất liệu cói nha. Đó, chất liệu cói tự nhiên luôn cho cả nhà mình nè, có phối cước. Có phối cước cho cả nhà mà luôn, rất là bền, cái này rất là bền luôn. Rồi có một cái dải lụa nè, hoa là có một cái dải nơ lụa cho cả nhà mình luôn. Rồi có thêm cho mình cái chuỗi ngọc, cả nhà không thích chuỗi ngọc này mình tháo ra được nha, tại vì cái chuỗi ngọc này á là nguyên chuỗi như vậy nè. Nó nguyên chuỗi vậy nè, chuỗi rời nha. Chuỗi rời dán keo nhưng mà mình tháo ra được bình thường, không có ảnh hưởng gì hết ha. Mũ 27, mũ 28. Trời ơi xinh không cả nhà ơi. Xinh quá nè. Đó. Xinh không ạ? À? Quá xinh. Có 119.000 thôi. Không, em phải mua một cái cả nha. Cả nhà thấy em đổi cái nào đẹp? Cả nhà thấy em đổi cái nào đẹp, đem đổi lại cái nữa coi. Tại vì cái này em chỉ có 5 cái một màu, 5 cái một màu nha. Em phải hốt một cái mới được. Cái này là màu nâu. Cái này là màu nâu nè. Màu nâu. Ui, đẹp quá ta. Tùy gương mặt của mỗi chị nha. Cái này là màu be. Ê, em lấy cái này đi. Đẹp quá trời cả nhà ơi. 27 là màu nâu, 28 là màu be cho em nha. 27 là màu nâu, 28 là màu be cho em cả nhà ơi. Đồng giá luôn 119.000. Quá đẹp quá đẹp. Đó, cắt vô nha.
Rồi thích cái nào bình luận cho em phía dưới mã số điện thoại. Còn đầm em đang mặc trên người là 1680. 1680 đầm này ngày hôm nay shop chốt luôn là 149 ngàn đồng. Đặt đơn comment nghe cho em 1680 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Rồi em có thắt lưng. Thắt lưng này mã số của em đó là TL36. Thắt lưng TL36 dây lưng chung co giãn bao da, da mềm dẻo đường may đẹp có khóa kim lại luôn. Thắt lưng này mã của em đó là TL36. Mình đặt đơn comment nghe cho em. TL36 kèm số điện thoại. TL36 kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Cái thắt lưng này mình phối được với rất là nhiều đồng, đồng trơn, đồng họa tiết, đồng chấm bi, đồng hoa, đồng xì đều được cho em luôn ha. Cái này là TL36 nha. Em mới về, mấy cái thắt lưng kia em hết hàng rồi cả nhà ơi. Quá buồn, hôm nay muốn giới thiệu thắt lưng cho cả nhà mình làm mà nó hơi ấy, cả nhà hơi hiếm. Thắt lưng rồi, cả nhà mình phải đợi tới cuối tuần luôn á. Rồi, em đang mặc cho người mã số em là 1680 nha. 1680 giá bệnh mấy ngày hôm nay chỉ có là 149 ngàn ha. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây, lên tiếp cho cả nhà cái mẫu đầm này đi, sale luôn ha. 199 dáng maxi siêu dài cho cả nhà mình. Trời ơi quá đẹp cả nhà ơi. Nhắn bài tương tác liền, chia sẻ livestream liền cho em nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1632. Nón hôm nay về nhiều nha. Nón hôm nay về nhiều, cả nhà thích nón nào bình luận phía dưới cho em lên nón cho cả nhà mình nha. Đó, nón vành nhỏ cũng có, em thì thích nón vành to, cái này em lên là nón vành to nó 119.000 đó. Rồi, em phải mua một cái thôi, quá là xinh đi. Đây em có nón vành nhỏ nè. Nón vành nhỏ nè, nón này mã 32 nè. Có cái bông hồng ở đây luôn. Cái này mã 32 có cái bông hồng ở đây luôn, cái bông hồng này là may luôn nha. May này may cườm. Bông hồng bằng cườm. Cái này 32 đẹp không cả nhà, dễ thương ha. Cái là mũ 32, mũ 32 này giá nhiêu ta, đồng giá luôn 119.000, đồng giá luôn 119. Ủa cái to cũng 119, cái nhỏ cũng 119 ta. Mũ 32 nè, 119 cành thôi, nhưng mà em có tới 3 màu luôn, em có tới 3 màu luôn, 3 màu luôn cả nhà. 32 cái này là mã nhiêu, 33. Cái ở dưới này là em dán nha, em dán cái này vô nha, em dán cái số nha, chứ không phải nó bị gì đâu. Cái này 32, cái này màu be nha, màu be viền nâu, màu be viền nâu. 33 là màu đen. Ui cái này đẹp thế, cái này đẹp quá. Để cái bông bên này, để cái bông bên này. Ba, toàn bộ là bằng chất cối nha cả nhà ơi. Đây cái bông để bên này đi. Cái này là 33 cả nhà nha, cái này mũ 33 nha. Cái này là màu đen viền trắng, mũ 33, mũ 33, màu đen viền trắng, giá là 119.000 đồng giá luôn. Ôi nó chất lượng cái nhau ơi, cái nón cối này đẹp quá. Cái này 34 nè, cái này 34 màu nâu nè. Này 34. Để em thông cảm nha, để em đổi hết cho mình coi. Ui da mẹ ơi. Đây cái này 34 nha cả nhà ơi. 34 ha, mũ 34 ha. Giá sẽ là 119.000 ha, giá 119.000 đồng. Mũ 34. Trời cái bằng chất cối đẹp lắm cả nhà ơi, cái mũ bên nhà em bán là siêu chạy luôn. Đợt này em về cho mình kiểu khác được trước. Không có giống nha, không có giống kiểu, kiểu khác hoàn toàn được trước luôn. Cái kẹp tâm này nằm mình đau quá. Chờ em tí nha, để em tháo cái kẹp tâm ra. Đó, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi, xinh không? Cái này màu nâu viền trắng nha. Thích coi lại cái mã nón nào bình luận cho em phía dưới. Em đợi lại cho mình coi. Còn cái nón này nón gì vậy ta? Nón này nón gì, có cái gì mà có chữ nè. Có chữ nè ha. Rồi, có cái địch này. Địch này địch rồi. Rồi, cái nón này mã 21. Màu đen, ui cái đang hot cái nón màu đen như vậy nè cả nhà ơi. Hay là em mua hai cái này với cái trắng ta. Em thích cái vành ấy. Ủa 99.000. Ủa 99.000 mà có cái dây này. 99.000 mà có cái dây này cả nhà ơi. 99.000 mà có cái dây này, dây màu nâu. Đẹp không? Cả nhà thấy đẹp không? Có cái chữ luôn. Có cái chữ luôn ha. Nào để em đợi cho mình coi. 99.000 thôi. Ui. Rồi. Trời. Đây. Đẹp đúng không cả nhà, quá đẹp luôn đằng khác á. Trời sao mà đẹp thế. Đó 99.000. Mũ 21 99.000. Trời ơi sao mà cái này đẹp dữ vậy ta. Nhìn gương mặt rất là nét luôn nha cả nhà ơi. Đợi cái này nhìn mặt của mình rất là nét luôn. Mũ 21, chốt đơn đây cả nhà ơi, 99.000 à, rẻ lắm. Đây,
mang lên đội lên nhìn gương mặt rất là nét. Cái này thấy không, nét không, đẹp không, trời ơi quá đẹp luôn, 99.000. Ủa cái này với cái này giống mà ta, cái này viền to hơn xíu, sao cái này nó rẻ hơn cái này, tại sao vậy? Ủa em thấy nó cũng vậy mà ta, ấy da, ủa em thấy cũng vậy mà ta, cái vành này nó to hơn cái vành này một tí hả? À cũng vậy chứ nhỉ. Rồi 99.000 ha. Rồi em đang mặc trên người mã 1632. Em đang mặc mã số của em đó 1632. Chị nào mình đặt đơn có việc bình luận cho em 1632 với số điện thoại giá 199. 1632. Giá sẽ là 199.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em 1632 kèm số điện thoại. Trước lời bài của em nó là vải von nổi cho cả nhà mình, tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp. Thiết kế thêm hai túi, có khóa kéo nằm đằng sau lưng ha, dáng dài cho cả nhà mình luôn. Mã số của em đó 1632 cả nhà. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. Shop chốt duy nhất trong bài lại stream ngày hôm nay ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chị yêu mình luôn. Do chị khách nào mà mình đặt đơn chậm tay quá thì sao cả nhà, nó hết hàng rất là uổng. Cố gắng lên đơn liền cho em nha. 1632, 50kg cho tới 58kg, em 70 cho tới em 78 thì mình sẽ mang vừa mã 1632 nha. Bây giờ muốn lên thắt lưng mình lên cái nào cho mấy chế mình đây, thôi lên cái này đi, nào còn thì lên nha cả nhà ơi. Nó hết trơn rồi. Cái mã thắt lưng 36 lại mới về thêm 20 cái cho mình, còn mấy cái kia hết trơn rồi cả nhà ơi, quá đỉnh, cả nhà mình ủng hộ của em quá nhiệt tình luôn á. Chỗ thắt lưng mấy chị khách bên em mua cái về xong mới quay lại mua thêm quá trời luôn cả nhà. Mà thắt lưng rẻ, cái thắt lưng này tên là 74 nha, tên là 74 nha, em sale cho mình là 55.000. Tên là 74 sale luôn 55.000 đồng, đặt đơn comment ngay cho em tên là 74 kèm số điện thoại. Nó chị nào muốn coi nữa, à đây là có cái này nè. Cái này giá nhiêu ta? Cái này là 119, cái này là 99. Còn cái này là mã 25 299.000, cái này mã 2425. Cái mã 24 là nó có lỗ lỗ như vậy nè, cũng là cói pha với cước nha. Cói pha với cước, cái này là mã 24, giá 99.000. 24 99.000. Cái này nó hơi nhỏ nha, theo cảm giác em đội nó hơi nhỏ nha. Chị nào mà đầu nhỏ nhỏ thì đặt cái này. Mà 24. Nhìn nó lạ ha mấy chị ha. Này nhìn hơi lạ ăn chút. Chống nắng thì chắc chống nắng không được đâu. Đội cho đẹp. Cái này đội cho đẹp. Đội cho nó lạ chứ chống nắng thì chống nắng không được đâu á. Lỗ quá. Cái này mã 25. Mã 25. Đây. Đó. Đội lên hình thì nó đẹp á cả nhà, nó có lỗ lỗ vậy nè, lên hình thì nó đẹp đó. Đó. 24 là màu trắng, 25 là màu đen. Màu đen lên nhìn nét quá ha. Đó, thì đã này có cái này luôn. Đó. Đầm đang mặc 199.000 nha chị Bích Liên, 199. Rồi. Có lỗ lỗ vậy nè. Lạ lạ cả nhà. Mấy cái lón kia quá xuất sắc rồi. Rồi đây tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số là 1632. 1632 chứ đẹp ơi, 199.000 thôi. Form đẹp không? Chị thấy form đẹp không? Đỉnh không? Thắt lưng này là TL74 nha. Thắt lưng này TL74 nha, giá 55.000. Đặt đơn comment ngay cho em TL74 kèm số điện thoại nha, 55.000 đồng. TL74. Giá 55.000 thôi, quá rẻ. Cả nhà cho em xin một nút chấm đi. Cho em xin một nút chấm tương tác mà livestream đi cả nhà ơi. Và em thay mẫu nha. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1632, 50 cho tới 58kg, em 70 cho tới em 78 nha. Giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000. 199.000 đồng, đặt đơn comment ngay cho em mã số 1632. Với số điện thoại cho em là được ha, em tư vấn luôn. Đây là 74, cho em xin giá luôn 55 nha. Cho em xin giá luôn nha, 55 nha. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã váy khác. Đây, em lên cho mình đồng này hôm nay sale luôn 199 luôn cho cả nhà mình ha. Váy này em đang bán rất là chạy nha. Cho chị khách nào đặt đơn thì mình tranh thủ giùm em nha. Rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1709. Em đang mặc trên người mã 1709, đồng này thiết kế sẽ là cổ sơ mi. Tay lỡ vai phòng ôm eo dáng đồng phong xòe nha. Chân váy có phối thêm cho mình tầng đuôi cá rồi dễ thương, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709.
1709 giá sẽ là 199.000 đồng. Mã số của em đó là 1709 nha. Chị khách là mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1709 và số điện thoại. Nền vải là màu xanh navy có phối hoa. Hoa của em nói là màu tím tím vàng vàng nha, dễ thương quá. Chứ là vải gôn gân ha. Tay một lớp thân váy hai lớp hai túi có khóa kéo. Rồi mẫu em đang mặc mã 1709 cà nhôi. 40kg cho tới 70kg, eo dưới 88 nha. Đo eo thì đo ngang khuỷu tay đi qua cho em. Hoặc là mình đo trên rốn cho đầu nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất cho em luôn. Mã số của em là 1709. Chứ là vải của em là dòng vải gôn gân nha. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Rồi nhanh tay giùm em cỡ nhau 1709 với số điện thoại đây, nằm trong top bán chạy của bên nhà em cả nhà ơi, yêu xinh luôn. Rồi hôm nay em đang có cái thắt lưng này cho cả nhà mình, tranh thủ coi như còn gì hút đó cho em nha. Đây cái thắt lưng này mã số của em nói chị ơi, 1 số 32 em còn size L thôi à, 50 cho tới 58 kg, em 70 78 đúng không chị? Rồi đây em đang có thắt lưng này là tên là 56 nha, dây lưng chung co giãn này, bao da, da mềm dẻo nè, đường may đẹp, có khóa kim loại cho mình luôn ha, khóa kim loại màu đen ha. Rồi thắt lưng này mã số của em nó là TL56. Rồi TL56 ngày hôm nay sale nhiêu cả nhà ơi? Ở dưới gì mà sạn đồ vậy chị? Lắp nghe đồng gồm đó. Rồi à. Rồi TL56 cả nhà, giá ngày hôm nay là 55.000. TL56 giá 55.000 đồng. Em bé nào mà chạy qua đây ấy hả? À, quá đỉnh. Rồi TL56 ngày hôm nay shop chốt luôn cả nhà, 55.000 đồng. Trời, cái thắt lưng này phối được với nhiều loại đầm luôn. Đầm trơn, đầm xòe, đầm họa tiết, đầm chấm bi đều được cả nhà ha. Rồi thắt lưng này mã số của em đó là TL56, giá 55.000. Rồi giá 55.000 đồng, TL56 55.000 cả nhà ơi. Đặt đơn thùm anh nghe cho em nha, TL56 kèm số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng luôn. Cả nhà mình ơi, cho em xin một nút chấm tương tác và like đi cả nhà ơi. Ưng mẫu váy nào comment ngay cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1709. Đầm đang mặc trên người mã số của em nó 1709. Sáng chị like nhiêu vậy chị? Mấy triệu, hồi sáng chị like mấy triệu? Không nhớ nữa. Ừ, em cũng đang cũng có mười mấy triệu nè. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709 cả nhà ha, 40kg cho tới 70kg nha. Không kệ kén. Rồi, tiếp tục. Được 20 phút rồi, không kệ kén, thêm 10 phút lại con cáo quá. Hả? Em nó cầm lại xóa. Chị xem gì đó, thời tiết mai mưa đây lắm nha. Mai mưa hả? 2 tiếng mưa. Mai. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số của em là 1697. Mai mưa. Cổ V nha cả nhà, tay lỡ vai phòng nha, ôm eo nhấn đồng phong xòe nha. Xinh quá trời cả nhà ơi. Quá đẹp. Đó. Đầm này trước đây bạn của em mới dòng vải phong lụa nha. Phong lụa này nó rất là mềm, trời lên hai mấy triệu rồi, quá hay. 1697. Rồi, nhanh tay lên đơn rồi giùm em cả nhà ơi, quá đẹp luôn. Đầm này hoa màu xanh nha. Mã 1697 cả nhà ơi, cổ V. Này vải màu đen có phối với cả những hoa 3D màu xanh chứ con lụa rất là mềm. Đây, mũ đây. Mũ đây, mũ quá rẻ luôn, nãy giờ có đội rồi. Mềm mịn có ghi số luôn. Đỉnh quá đỉnh. Đây, em lấy cái mũ màu trắng vành to nha. Lấy một cái. Đây cả nhà ơi. Có cái trắng vành to mới về đẹp quá chị đẹp này mua không? Muốn chị mở hàng cái chị đây nè, đẹp lắm nè. Ừ, xinh đó, đẹp lắm. Ừ, đã xinh đó. Đây mở hàng cái đi chị, đưa tiền đây. Ủa, cứng 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 hơi cứng cứng sai quá không sai quá sai rồi. Rồi cái nón này mã số 28 rồi nhờ, có 119.000 thôi à. Vừa có dây lụa nè, mà vừa có chuỗi ngọc trai rời cho cả nhà luôn ha. Chuỗi này chuỗi rời nha, cả nhà thích để thì để, không thích để thì mình tháo ra nha. Nhưng mà thôi để vậy đi, cả nhà ơi, đổi cho nó đẹp. Ôi quá đẹp luôn á. Màu nâu là 27 cho em ha. Màu be là 28 cho em nha. Trời ơi, nó quá đẹp cả nhà ơi. Cái nơ lụa này cũng là nơ to luôn nha, không phải nơ nhỏ đâu nha. Cái này mang đi chơi, đi biển nè, hay là lên hình, chụp hình sống ảo này rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Vành to nữa ha, che nắng rất tốt.
Rồi 27 là màu nâu, 28 là màu be cho em nha. Hai màu, màu nào cũng đẹp hết á, màu nào cũng tôn da hết á. Cả nhà thích cái nào thì comment ngay cho em nha. Mũ 27 là màu nâu ha, mũ 27 là màu nâu cho em nha. Giá là 119.000 đồng nha. Rồi mũ 28 là màu be, giá của em nó chậm tí nha, be giá của em là 119.000 luôn đó, bằng to cho cả nhà mình luôn, có nơ lụa luôn ha, đây nơ to cho cả nhà mình luôn, nguyên cái chuỗi này đây, nguyên cái chuỗi luôn nha, nguyên cái chuỗi ngọc trai. Rồi nguyên chuỗi ngọc trai này là ngọc trai rời, cả nhà thích để thì để, không thích để thì mình có thể tháo ra cũng được. Đồng giá là 119.000 đồng, chất liệu cói nha cả nhà, đó được làm bằng thủ công luôn, cói cói đan với lại cước đó cả nhà, nó rất là bền. Cả nhà mua những cái nón này đi, nón thủ công đi, thì sợ mà 119.000 nó quá rẻ, nó quá rẻ so với cái công làm á cả nhà. Đó thì hồi bữa giờ em cũng đã về nón cói rồi, cả nhà thấy đó, mỗi đợt em về một kiểu, mỗi kiểu là màu khác nhau ha. Cái này em có hai màu, có thêm màu đen thôi quá đỉnh đúng không cả nhà, mua hẳn ba màu luôn cũng được mà có hai màu thôi. Rồi thế thì chốt luôn liền nha, mỗi màu nhưng mà em chỉ có 5 cái. Ủa chị ơi, sáu này đẹp mới về ít dữ em. Cái đó, cái đó, cái đó, đó, cái này nè, cái nơ này nè, hai màu là ít xỉu của nó đó. Vậy hả? Mấy cái hay là nhiều khi phải đơ nó ăn sợ mưa bớt rồi đó, chắc vậy quá. Thấy đó, khi nó có nhiều đó mấy cái sợ đơ rồi đó. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em là 1697 nha, 1697 cả nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm em, 40kg cho tới 70kg nha, chứ là vải von cho cả nhà mình. Von này sờ lên miệng lắm, chất mát. Và cái chân váy, cái chân váy này là chân váy đuôi cá, chân ren đó, đẹp không, cái chân ren cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn này giùm em, mã số của em đó là 1697 nha, 1697, và điện thoại trên là được luôn, tư vấn em chốt đơn này. À em có thắt lưng, thắt lưng này là tên là 36 nha, thắt lưng này thắt lưng quốc dân coi ơi, mình phối được với tất cả các loại đầm luôn, đầm trơn, đầm xòe, đầm họa tiết, đầm hoa, đầm chấm bi đều được cho em luôn. TL36 dây lưng chung co giãn bao da, da mềm dẻo, đường may đẹp, có khóa kim loại. Thắt lưng này mã số của em đó là TL36. TL36. Đặt đơn comment ngay cho em TL36 kèm số điện thoại, giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 ha, 55.000 đồng. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em TL36 kèm số điện thoại, giá 55.000 đồng. Rồi nha, ta lên đơn chút liền. Còn đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1697. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã số 1697 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ giờ sai cho cả nhà mình ha. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu đầm khác có bác phụ kiện không em. Có đó chị ơi, có đó chị Tiến Ngọ, thắt lưng nè với lại nón nè, thắt lưng với nón hiện tại em có bán đó chị ơi. Rồi thích thì chốt đơn liền dùm em tư vấn nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác đây, hay tiếp cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Váy này đi cả nhà ơi. Rồi cái em đầm dụ tiệc màu đỏ quá xuất sắc. Chị muốn coi thắt lưng hay là chị muốn coi nón thì chị bình luận phía dưới cho em nha, em lên nha. Em sẽ lên xem kỹ trên livestream cho mình dễ chọn lựa hơn nha. Đủ về nhiều mà đi hàng hết á em. Dạ không. Quá xuất sắc. Cái đó đẹp á. Tại đăng bán trước hả? Rồi đây. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em là 1689. Thì là may phải hốt trước liền thôi, nếu không phải hốt. 5 triệu. Gì trời, chị là chị dụ cái lại chị bán tỏi đúng không, chị em dụ đúng không, mỗi lần ra mua là tiền triệu không à. Rồi không nhìn được hết chiều dài đầm đây này chế, em bán sai cho mình coi nha, tại nãy giờ em giới thiệu nón đây. Rồi đầm này thì em sẽ mặc dài tới cổ chân của em luôn, đứng xa cho chị em mình coi nha, dài tới cổ chân của em như vậy nha. Em cao mấy 65, dài tới cổ chân cái đầm này. Đây là đầm dự tiệc 50kg cho tới 70kg mình mang vừa. 50kg tới 70kg mình mang vừa mẫu này nha. Chất liệu vải ren, thuộc cái ren này đẹp lắm, êm lắm bà ơi, có co giãn luôn. Phần tay thì em mang một lớp, thân váy chỉ lượng 2 lớp. Thiết kế thêm 2 túi ha, có khóa kéo cho mặt sau luôn. Rồi mẫu em đang mặc cho người, mã số của em nó là 1689. Mà đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1689 và số điện thoại. 1689 và số điện thoại, giá ngày hôm nay sẽ là 199.000 đồng. Trời ơi quá rẻ cả nha, 199 tông màu đỏ nha. Mà màu đỏ này là màu đỏ đậm á cả nha, đỏ tươi nhưng mà dòng vải đỏ đậm. Đó, đỏ thuần nha cả nha ha, không phải là đỏ chói hay là cũng không phải là đỏ cam nha. Rồi mẫu em đang mặc, mã số của em đó là 1689. 1689 ngày em đã shop trước cho cả nhà luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng.
em có bán nón này cả nha, nên cho mình cái nón màu đen vậy đi ha. 119.000 đồng, 3 màu cho cả nhà mình luôn. 3 màu cho mình dễ dàng chọn lựa. Nón này mã là 323334 nè. 32 thì là màu be nha. Em lên trước cho mình màu be nha. Màu be có cái hoa. Đấy, màu nào cũng có cái hoa. Và hoa này là hoa em may. Em may nha cả nhà ơi. May cườm. May cườm vô nha cả nhà ha. Không có đính keo nha. Không đính keo nha cả nhà ơi. 119.000 đồng. Nón em đang mang mã số của em đó là 32. 32 là màu be viền nâu. Màu be viền nâu, mã của em nó là mũ 32. Giá sẽ là 119.000 ha. Màu be viền nâu như thế này. Rồi, để em đứng xuống xác xác cho mình coi nhé. Rồi, xong chưa mấy chị yêu ơi? Rồi, be viền nâu là 32. Rồi, ok. Tới màu 33 ha. 33 là màu đen. 33 là màu đen nhé. Rồi, chờ em tí. Rồi, mũ 33 là màu đen nhé cả nhà ơi. Đồng giá luôn là 119.000 đồng. Mũ 33 119.000 luôn. Ok ha. Tiếp tục là màu đen viền trắng. Màu đen viền trắng nha. Về nhà nhận được y chang như vậy luôn. Rồi tới mũ 34. Mũ 34 là màu nâu viền be. Đây, mũ 34 màu nâu viền be. Đó, đẹp không cả nhà ơi? Mũ 34 màu nâu viền be, giá là 119 cành. Rồi, quá xuất sắc cả nhà ơi, cái nào cũng đẹp hết. Cái tất cả toàn bộ mũ bên nhà em là được làm bằng chất liệu cói nha cả nhà ơi. Làm bằng cây cói nha. Cây cói đan với cước nha cả nhà ơi, rất là bền luôn. Cái hình mang phải nói là siêu siêu bền luôn cả nhà ơi. Có 119.000 đồng làm thủ công thì nó quá rẻ đúng không? Nhưng mà mỗi đợt em về cho mình một kiểu. Mỗi kiểu là một màu cũng có, hai màu cũng có, ba màu cũng có. Nhưng mà em về số lượng ít lắm, chỉ có 10 chiếc, 15 chiếc, 20 chiếc thôi. Rồi, trời, trời chị Lan Phương, em cảm ơn chị Vinh nhiều nha. Nhưng mà chứ em mình biết sao, đồng bên nhà em là chuyên thời trang trung niên ha, chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà. Cho nên là em mặc là bớt đẹp đi một phần rồi, mấy chị khách trung niên mặc sẽ đẹp hơn em. Mấy chị khách trung niên mặc sẽ đẹp hơn em đó. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em đó là 1689 ha. 1689 ngày hôm nay giá sẽ là 199.000. Mình đặt đơn comment ngay cho em mã 1689 và số điện thoại nha. Giá sẽ là 199.000 đồng ngay hôm nay. Ơn cái mẫu váy nào quý vị comment ngay cho em phía dưới mã hàng với số điện thoại cho em được em tư vấn và chị hàng chữa sai cho cả nhà mình ha. Chốt ngay bây giờ, không áp dụng bên ngoài cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn chốt liền giùm em. Mã số với số điện thoại cho em được em tư vấn và chị hàng cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1689 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ sao cho cả nhà mình. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Đây, lên luôn cho các chị đẹp mình cùng xem thêm một cái mẫu váy khác ạ. À, em lên cho mình cái đầm này đi, họa tiết bướm nha cả nhà ha. Mẫu đầm này mã số của em đó là 1681. Đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1681 rồi nha. Ngày hôm nay shop chút luôn. 179.000 ha. Nền vải là màu xanh navy và có phối cho mình họa tiết cánh bướm. Tay lỡ vai phồng, dáng đầm phong xòe, một lớp hai túi nha. Em đang mặc trên người mã số của em là 1681. 1681 giá 179.000. Giá 179.000 đồng, mã số của em đó là 1681. Chị nào mình đặt đơn tranh thủ là đơn chút là dùm em 1681 và số điện thoại giá 179.000 đồng. Đầm này chất là vải của em là dòng vải cát thái cả nha. Chị hỏi đây xem nè, em cảm ơn chị. Dòng vải này dòng vải cát thái cả nha. Váy đẹp nha, mềm nha, chất mát nha. Cúc đầu tiên thì mình có thể tháo ra được luôn cả nha. Dán đồng phong xòe nha, một lớp hai túi. Mẫu em đang mặc 1681 cả nha. Rồi sale luôn cả nhà. 159.000. 159.000 đồng. Trời ơi, xinh không? Ủa, 179.000 đồng, xin không cả nha, 179.000 đồng. Đó, đồng anh nhà em nãy giờ em lên cho bà những cái kiểu mà nó đơn giản đúng không cả nha. Trương, đơn giản là nhiều. Đó, còn cái mẫu làm này có họa tiết cánh bướm nha cả nhà luôn, một lớp hai túi luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em đó 1689, giá sẽ là 179.000 đồng nha. Rồi,
Rồi 1689 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. 161681. 1681 giá 179 nha. 1681 giá 179, cả nhà đặt đơn comment ngay cho em 1681 với số điện thoại. Thắt lưng. Thắt lưng này là TL36 cả nhà ha. Dây lưng chung co giãn nè, bao da. Da mềm dẻo nè, đường may đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi đặt đơn comment ngay cho em nha. Dạ đúng rồi chị, đầm đen đỏ 199, đầm đen đỏ là 1689. Đầm đen đỏ là 1689 giá 199.000 đồng ha. Đầm em đang mặc trên người mã số em là 1681. Đầm em đang mặc trên người mã 1681 cả nhà ơi. Ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà? 179.000 đồng. Thắt lưng là TL36, thắt lưng TL36 giá của em đó ngày hôm nay là 55.000 đồng ha. TL36 giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Đó, thích thì chốt lưng là dùng em ha. Mẫu váy này cũng đã khép rồi và livestream tối ngày hôm nay các em rồi cả nhà nha. Chị khách nào vào sau có thể coi lại hoặc là mình đón xem, nhưng mà livestream kế tiếp của bên em vào lúc buổi trưa thì 1 giờ, buổi tối là 7 giờ tối, chiều tối hàng ngày nha.